xe đó của ông kia, ông còn nón. Ủa đứa dạy con đâu lọt, con lấy dép rồi. Kệ đi. Nè. Lão quay qua chụp hình rồi lão. Trời ơi. Ngày trưa nữa kìa mà bữa tao đi hai chỗ kia bên kia hai sóng dòng cao lên kìa. Ê ê. Dạn vô anh chụp cho dạn. Đó, nhìn về biển. Rồi nhìn qua biển đi. Ok. Lộc con đi đâu vậy Lộc? Lộc quá đâu quá, nãy nó mang dép rồi. Tôi về bỏ xe. Rồi, đó đứng cái bãi này là dạng. Nè, hai thằng bạn này thằng đứng góc chụp đi. Thằng làm kiểu đi. Thằng làm kiểu này, thằng làm kiểu kia. Đó, đứng đó đi, đứng đó đi, đứng đó đi. Thằng làm kiểu này, thằng làm kiểu kia. Rồi, tỏ kiểu đi. Xa xa ra coi, dàn qua đây nè. Rồi ngồi xuống. Này là chụp thấy nguyên cái bãi đá luôn á. Biển luôn nè. Mày đứng ở đây tao chụp nha. Rồi, chịu phép đi. Chịu phép đi. Mày biết làm con kinh công không? Mày biết làm con kinh công không? Ừ. Đẹp mày. Cũng có đẹp mày.
đây đây lên cho chụp cái coi rồi. Rồi đứng ở đây biển trời mênh mông. Đẹp lắm á. Cái nữa đi. Rồi. Ủa mập đâu rồi? Trời ơi, hồi sống đánh cái nó lôi nó ra ngoài luôn đó, nó không biết bơi đó. Kêu nó vô. Vô mày. Mày không biết bơi mà mày đâu mày đi bang bang ở ngoài ghê vậy? Để hai thằng đứng hai góc đi, đó. Hồi nãy hai thằng bay bóc bài thơ đúng không? Thấy như vậy nó có bài thơ đúng không? Hai thằng bay là bạn chơi chung là đúng rồi đó. Nè. Có chừng bắt xe. Hai thằng bay không có gờ nhau được nhau. Ok. Kiểu khác nữa. Thằng này vừa bước lên kia là làm sao rồi đó, đó. Rồi ok. Trời ơi, họ tao dẫn bay lên kia kìa còn đẹp nữa.